Hà và Thanh Ngạn xin gửi lời chào tới tất cả khán giả của truyền hình Thanh Niên. Thanh Hằng xin chúc quý vị khán giả của báo Thanh Niên cũng như khán giả truyền hình Thanh Niên lời chúc sức khỏe và lời chào thương mến nhất. Cơ duyên thì Thanh Hà và Thanh Hằng thực ra được đi hát từ lúc nhỏ, từ lúc mà ngồi trên ghế nhà trường là đã được đi hát rồi. Và qua các cuộc thi ở trường ấy thì Thanh Hằng, Thanh Hà lúc đó rất là hay hát, cho nên là hay được các thầy cô giáo giao bài cho và tập múa, tập hát. Chính vì vậy mà hai chị em từ nhỏ đã đi hát. Sau đó sau khi mà vô Nam thì trực tiếp là bước tới con đường ca hát chuyên nghiệp. Thực ra Thanh Hằng và Thanh Hà thì khoảng 70% là năng khiếu bẩm sinh, còn đâu 30% là cũng được các thầy và các anh chị đi trước chỉ dạy. Trong đó thì có nhà báo Thanh Bình, thầy Trọng Thủy, cô Kim Tân ở nhạc viện và cố nghệ sĩ Thanh Trì đã chỉ dạy cho tụi em khi mà tụi em không có được đi học trường chuyên nghiệp. Thực ra Thanh Hằng và Thanh Hà, cái dòng nhạc sở trường cũng như cái dòng nhạc yêu thích của Thanh Hằng và Thanh Hà, mà Thanh Hằng và Thanh Hà đều đuổi từ lúc mà biết ca hát tới giờ vẫn là cái dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân ca, mang những ca, đặc biệt là những ca khúc hát về ca ngợi quê hương đất nước. Nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như trong năm 2010 thì Thanh Hằng, Thanh Hà được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cặp song ca là chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam. Thực ra đó là cái niềm vinh hạnh và vinh dự của Thanh Hằng và Thanh Hà, chứ nó không là một cái gì đó để mà Thanh Hằng, Thanh Hà tự tin gì hết. Thực ra nói để mà mọi người đùa cợt về cái vóc dáng nhỏ bé của mình thì cũng có chứ. Tại vì nhiều khi nhỏ quá người ta cũng đùa, mà lớn quá người ta cũng đùa. Cho nên là cái vấn đề mà đi hát hoặc là bất kể mình làm cái gì đó thì cũng sẽ bị có người này yêu mến và có người này không yêu mến. Nhưng đối với Thanh Hằng và Thanh Hà thì Lại là một cái thế mạnh. Khi mà Thanh Hằng và Thanh Hà đi hát thì cũng có rất nhiều khán giả thắc mắc hỏi là ủa, hai chị em có vóc dáng một chút xíu như thế này thì tại sao ba mẹ lại sinh ra như thế? Thì Thanh Hằng mới trả lời một câu đơn giản là tại vì cũng đùa với quý vị khán giả thôi. Tại vì nếu mà tìm một ca sĩ chân dài bình thường bây giờ thì là quá dễ ở thị trường Việt Nam, nhưng mà tìm một cặp như Thanh Hằng, Thanh Hà thì chắc chắn ở Việt Nam chỉ có một. Cho nên Thanh Hằng, Thanh Hà cảm thấy rất là vui và tự hào, không lấy gì làm buồn và tự ti hết. Nhiều khi còn đùa với quý vị khán giả là để ba mẹ mà sinh được một người bình thường thì quá là dễ rồi, nhưng mà bố mẹ Thanh Hằng và Thanh Hà phải là siêu nhân gì đó thì mới sinh được một cặp tí hon như vậy. Đi diễn ở một cái hội nghị cũng ở Sài Gòn thôi. Khi cái cô đó mà gặp được Thanh Hằng và Thanh Hà thì tự nhiên đang ngồi ở cái vị trí của cô ấy, xong tự nhiên gặp Thanh Hằng và Thanh Hà, tự nhiên reo lên. Ôi, Thanh Hằng và Thanh Hà, đến nỗi mà cái miếng chinh gum mà cô đang nhai trong miệng nó cũng rớt ra mà cô không kịp hứng. Đó là một cái kỷ niệm rất là vui. Vui giờ vì sao? Bởi vì khi mà được người ta nhận ra, đó một cái niềm vui rồi, mà đây lại là một cô cái... cô cảm thấy rất là vui mừng gặp Thanh Hằng, Thanh Hà, giống như là cô bắt được vàng vậy. Dạ, rất là vui. Cho nên là Thanh Hằng, Thanh Hà cảm thấy rất là nhớ, bởi vì cái kỷ niệm đó cho Thanh Hằng, Thanh Hà thấy một điều là khán giả rất là thương mến Thanh Hằng, Thanh Hà ở khắp mọi nơi. Còn riêng đối với Thanh Hằng thì rất là vui khi mà được đi đâu cũng được quý vị khán giả nhận ra rất là nhiều. Khi mà đi hát thì quý vị khán giả thường hay thắc mắc Thanh Hằng, Thanh Hà là có chồng chưa hoặc là có người yêu chưa, thì bây giờ trả lời bằng một câu hát nha quý vị. Ai đã cùng em thề câu hẹn ước, chầu cao mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bay, nỡ sao anh để lẻ bay lòng em. Có thương, có nhớ quê nhà.
giống cô nhớ hoài tình em. Một lần nữa Thanh Hằng xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe câu chuyện mà Thanh Hằng vừa mới chia sẻ, và hy vọng quý vị khán giả sẽ luôn đồng hành cùng Thanh Hằng để Thanh Hằng tiếp tục trên con đường nghệ thuật. Một lần nữa Thanh Hằng và Thanh Hà xin cảm ơn quý vị đã theo dõi từ nãy đến giờ, và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn yêu mến Thanh Hằng và Thanh Hà trên con đường tiếp theo của mình.